nó cũng chứa là 0.1 gram muối. Tôi có một cái hũ 1000 lít, nó cũng chứa là 0.1 gram muối, đúng không? Vậy thì tôi cần pha đá bay là để ra được 1000 đó, là 1000 lần, đúng không? Thì bây giờ ở đây tôi có 0.03, ở đây tôi có 0.1 đây, 0.1, tôi lấy 0.1 chia cho bao nhiêu? 0.003 sẽ là số lần gì? Gấp. Thì ở chỗ này sẽ là 0.1 chia cho bao nhiêu? 0.0003 bỏ một số phẩy thì bỏ một số gì? Số 0. Được chưa? Ở đây bạn làm gì? Làm tròn con số 3 thì ra chỗ này nó là bao nhiêu? 0.3, đúng không? Rồi thì cái chỗ này sẽ này đúng nè. Rồi. Làm 1 chia 0.03 là bằng bao nhiêu? Làm đúng số bạn đi ha. Thế là 10 chia bao nhiêu? 0.3 thì ra là 0.3 không? Mà là 3 là giống như 1/3 của bạn đó. Rồi, mình hiểu chưa? Hiểu chưa? Chưa hiểu. Bây giờ nha, cùng một cái lượng đó, ví dụ như đây là x bể 1 lít nè. Còn cái này là bể bao nhiêu? 1000 nè, hay 100 đi. Cái này là 1 lít. Cái này là 100 lít. Cái này đều chứa là 0.1 gram muối này, 0.1 gram. Vậy cái chỗ này mình đã pha đá bao nhiêu lần để ra cái này? 100 lần. 100 lần cái để tích chia cho gì đấy, để bên đây thôi. Thì bây giờ tô cũng chứa là 1/3, dưới tô cũng chứa là 1/3. Vậy thể tích chia là bao nhiêu đây? 0.1. Thì chỗ này là 0.1 này. Cái chỗ này cũng là bao nhiêu đây? 1/3 đúng không? Bên đây cũng là 1/3 nữa. Mà thể tích đây là bao nhiêu? 1/3, 1/300 đúng không? 1/300. Có phải chỗ này không? Thì bây giờ đấy là bao nhiêu? 0.1 chia cho bao nhiêu? 1/3 300. Thì bằng nhân viên bảo đây nhớ phải là 0.1 chia cho 300 không? Đúng rồi. Bằng 30 đúng không? 30. Đúng không? Dạ. Rồi, thế là số 30. Thì bạn biết này, bạn không hiểu rõ lắm đúng không? Rồi. Theo kịp cái này không? Rồi, tiếp ha. Rồi, cần 5ml B, ta là bao nhiêu lần? 30 lần, bây giờ là pha đá 30 lần. Vậy thì 5ml đó thì chứa bao nhiêu ml đã? A bao nhiêu ml đã? B là bao nhiêu ml đó ha? Ở đây mình sẽ có 30 lần, có nghĩa là 1 lần là cái gì đấy? Insulin. Còn đây 29 lần là gì? Muối sinh lý đúng không? Là ACL. Rồi, vậy thì bây giờ mình có một phần này chính là 5 chia cho bao nhiêu đây? 30. 5 chia cho 30, cả 5ml đúng không? 5ml, cứ một phần của 5 lít là bao nhiêu? Là 5 chia cho 3? 30. Vậy thì một phần này chính là 5 chia bao nhiêu? 30. Còn lại lấy bao nhiêu? 5 trừ đi cái số đã tính ra. Đây, số bạn tính ra là 0.10 mấy 17, làm tròn đi ha, tại vì nếu kim là nó làm tròn nó phải lấy số hai số đúng không? Thì chỗ này là 0.10 17. Vậy thì còn lại là 0. bao nhiêu? 80. Là 4.8 đấy. 4.83 là nước muối sinh lý. Được chưa? Muốn tiêm 1/2 thì bây giờ là 0.1ml là bao nhiêu đây? 1/3 đơn vị. Thì bây giờ mình muốn tiêm 1/2 thì chỗ này làm sao đây? Nhìn cái dây ngang rồi. Đúng chưa? Nhân với 0.1 chia cho 1/3. Đúng rồi. Rồi, thì nếu mà đạt 1/3 thì có một phần mất cái 1/3. Rồi. Nhân đây sẽ là 3 chia cho mấy? 3 chia cho 2 là 0.3, chia cho 2 là 0.10. 15. Rồi, theo một cái này chưa? Kịp cái này không? Kịp không? Mấy bạn biết có kịp không? Có chỗ nào mà không hiểu từ lần này không? Thì biết là chia ra còn nó là bao nhiêu mà nhiều mà tính cái không hiểu luôn. Rồi, cái đầu tiên sẽ là gì? Mình có chế phẩm là 1ml chứa bao nhiêu đây? 100 đơn vị. Vậy bây giờ muốn lấy 1/3 đơn vị thì nhân chéo chia ngang là ra được 1/3 300. Được chưa? 1/300. Chỗ này ghi là 1/300 mới dễ ha. 1/300ml, được chưa? Để nhân này chia là 1/300ml. Rồi bây giờ lấy 0.1ml chứa đúng 1/3 cũng bằng cái này, hai này bằng nhau. Thì bây giờ chỉ cần lấy số ml chia cho
chia cho nhau thôi. Theo lớp bay là giống như ví dụ bên đây được chưa? À, lấy cho 0.1 chia cho bao nhiêu? 1/300. À, 1/300. Rồi tôi ghi lại đây là 0.1 chia 1/300. 300 bằng 30 lần được chưa? Yeah. Rồi. Cần pha bán bao nhiêu đây? Cần pha 5ml để cho cả lớp mình xài. Yeah. Cái chất B á thì cần pha bán bao nhiêu lần A và bao nhiêu lần gì? Nước muối đúng không? Đúng không? Vậy thì mình hiểu số 30 lần này là 1 lần cái gì? Insulin và 29 lần là gì? Muối. Nước muối đúng không? Vậy thì bây giờ 30 lần này thì 130 lần này thì 1 lần chứa số thể tích là bao nhiêu thì mình chỉ cần lấy bao nhiêu đấy? 5 là số thể tích chia cho bao nhiêu? 30 để xem là một phần thì mình chứa bao nhiêu? Hiểu ý không? Rồi, xem một phần thì chứa bao nhiêu thì mình chỉ cần lấy thể tích mình chia cho số lần gì? Lần gấp. Vậy đến 5 chia cho 30 sẽ ra được gì? Của 1, 1 phần. 1 phần, tất cả 30 lần thì bây giờ ra được 1 phần. Thì 1 phần chính là số phần của gì luôn? Insulin luôn. A là 0.10, 17. Được cái này chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ còn lại là bao nhiêu? Lấy 5 trừ đi 0 chấm bao nhiêu? 17. 17 ra bao nhiêu? 4.83 là nước muối gì? Sinh lý để pha loãng vô. Được chưa? Thầy ơi, thầy sao thầy biết được nó là 1 phần insulin và 29 phần nước muối? Thì tất cả 30 phần. Tôi kêu là pha loãng 30 lần đúng không? Pha loãng bao nhiêu lần để được cái đấy thì chỉ có 1 phần này thôi. 1/30. Và đổ thêm bao nhiêu lần nữa? Tức là pha ra 30 lần thì là thành bao nhiêu? Cái này 30 lần. Hiểu ý không? Dạ. Chứ làm sao tôi biết được? Tôi pha vô tôi biết cái gì? Nha. Rồi tiếp tục. Muốn tiêm 1/2 đơn vị thì mình chỉ cần nhân chéo với ngang thôi được chưa? 0.1 thì chứa là 1/3 đơn vị, vậy 1/2 đơn vị mình sẽ tính là 0 chấm bao nhiêu? 15. Tại vì số đơn vị nhiều hơn chắc chắn là thể tích phải sao? Nhiều hơn. Nhiều hơn, được chưa? Mình tính là sao nó thể tích nó nhỏ hơn 0.1 là mình sai, mình tính lại được chưa? Rồi đi thi cho bài này được không? Được rồi, đi cho. Đi cho hai bước đầu đi ha. Đây, đi cho tới đây thôi, hai bước sau hỏi. Đi vô hai bước đầu thôi được chưa? Nói số liệu thôi. Rồi, bài tập hôm nay cũng chính là cái gì? Mình làm luôn. Có nghĩa là tí một bạn đại diện lên pha tôi là lấy insulin pha lấy bao nhiêu đây? 0.10, 17. Còn một bạn thì lấy gì? Nước mình pha vô, nước của sinh lý mình pha vô, được chưa? Rồi. Pha cho nó tốt á, còn insulin là gấp 30 lần cái ban đầu. Thì trước khi học tôi cho nó thêm một xíu insulin. Thì insulin này bây giờ dập chưa kịp, cái này hết hạn rồi. Mà tôi biết có đáp dụng hay không nên là chích cho con chuột đó hả? Rồi, insulin của mình nó khi mà họ nắp ra thì nó hạn dùng bao nhiêu lâu? Mở cái nắp thiết ra nè. Nhô, là bao nhiêu lâu? Không biết. 4 tuần. À, được 4 tuần, tại vì nó còn cái gì nữa, cao su nữa. Được không? Rồi. Bảo quản này nhiệt độ bao nhiêu? 2-8 độ. Ờ, 2-8 độ C. Trước khi tiêm thì mình làm gì? Phải là ấm lên. Tại vì nó lạnh, mình tiêm vô cái nó sẽ bị gì? À, nó không có hấp thu được, tại nó sẽ làm co mạch ở ngay cái vùng gì lạnh. À, nó co mạch thì khó hấp thì khó hấp thu, làm thay đổi dược động học và có thể là mình sẽ bị hạ đường huyết vùng lưng ấy. À, tại nó hấp thu chậm thì anh em mình mọi lần mình tiêm là nửa tiếng đúng giờ ăn thì nó là sao, nó vừa đạt đỉnh thì bây giờ nó là sao, cái nửa tiếng nó vẫn chưa hấp thu nên lúc mình hết đường rồi bắt đầu nó mới đạt đỉnh thì lúc đó mình sao bị hạ đường huyết. À, thì dược động học nó sẽ bị khác, thứ hai nó sẽ bị gây đau. Rồi, insulin này là dạng hỗn dịch nha, dạng hỗn dịch về trước khi tiêm phải làm gì? Lắc cái khử dụng. Rồi, đó là một số cái đặc điểm của insulin. Tí nữa tôi sẽ nói về là nhiều loại insulin khác nhau ha, mình sẽ có 4-5 loại insulin khác nhau chứ không phải chỉ riêng loại này. Thì ở Việt Nam mình hay xài loại này ha, bệnh viện hay xài này là biết đạt, có nghĩa là loại trộn gì, trộn sẵn. Thì cái này sử dụng một ngày là 2 lần ha. Thì bây giờ một bạn nên lấy cho tôi á là 0.17 ml ở đây ra được
được chưa? Bạn kia cũng tiêm 0.1 ml. Với lại còn gì? 4.83 ml nước muối sinh lý. Thì đấy, bạn kia cũng tiêm bao nhiêu? 20. À, mình lấy cái mức khoảng 4. Bao nhiêu đó? 4.83 thì mình lấy 4 chấm thôi, còn lại 0.83 mình lấy bằng kim 1. À, chứ cái kim 20 nó không có cái bạch 4.83. À, rồi sau khi lấy xong thì pha loãng ra rồi bắt đầu lớp mình sẽ mang lên sử dụng. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái cách thực hành của mình ha. Mình sẽ phân hai con chuột lên và mình chia làm cái gì? Hai lô, một cái lô A thì gọi là lô thử, thế là mình sẽ thử thuốc của mình. Còn cái lô B là lô gì? Trứng. Ờ, lô trứng. Thì đây mình chia 7-8 nhóm vậy, cường mình bắt cái con mình chia nhiều nhóm thì nào mình chưa? Trong nhất thiết là bắt là đúng bên 6 nhóm ha. À, sau đó mình sẽ tiêm phúc mô 1/3 đơn vị đối với nhóm gì? 1, 3, 5. Còn đối với nhóm 2, 4, 6 thì mình tiêm bao nhiêu? 1/2 đơn vị, có nghĩa là cái nồng độ khác nhau, được chưa? Tại vì 1/2 đơn vị lấy bao nhiêu đây? 1/15 ml sau khi phá, còn mấy bạn 1.3 lấy 0.1, được chưa? Ngủ luôn nè. Rồi, trên bao nhiêu gam chuột? 20g. Vậy thì nhớ cân được 30g thì lấy bao nhiêu? Gấp rưỡi lên được chưa? Cân bao nhiêu thì nhân cân chị Nga cho tôi. Rồi kiếm được lần tiêm rồi thì bắt đầu tiêm insulin đối với con A. Còn con B là con trứng thì mình cần tiêm bao nhiêu đây? 0.25 ml gluco 30% cho 20g chuột thì mình cũng cân được rồi. Bắt đầu mình tính được cái lượng tiêm gluco được đúng không? Rồi tính ra cái lượng tiêm để mình tiêm cái này cũng tiêm phút gì? 1 2. Tiếp tục, cái con chuột A của mình nó coi là có nghĩa là nó xảy ra tình trạng gì? Hạ đường huyết thì bắt đầu mình sẽ tiêm phút cô ngay với bao nhiêu? 0.25 gram gluco 3% trên bao nhiêu gram? 20 gram chuột. Thì cái chuột A đấy mình bỏ chưa? Rồi, mình tính toán được cái lượng gluco là mình tiêm không? Rồi, tính sớm đi ha, xong bắt đầu làm gì? Hút sẵn vào cái kim. Nó co giật bắt là phải tiêm liền, chứ cần đợi mà mấy chị nó co giật mấy chị mới đi hút cái gluco thì chắc chắn nó sẽ chết. À, hạ đường huyết chết rất nhanh. À, mình hạ đường huyết 5 phút không ai chú thì chết liền luôn. À, rồi nếu nó coi giờ lần nữa thì sao? Tiêm nữa coi giờ tới chiều thì tiêm tới rồi chiều luôn nha. Tại vì lại biết đặt là trộn gì, trộn với hai loại với nhau nên là cái điểm nữa là sao? Nhấp nhô liên tục ha. Đó, thì nó cứ thả rồi tăng hạ rồi tăng gì đó, nên nó coi giờ thì mình phải tiêm liền, được chưa? Nhưng mà tôi không biết là cái này có tác dụng hay không bây giờ. Cái hạn rồi. Tôi mở quá 4 lần rồi, tôi đã kêu là mua đi mà vẫn chưa mua. Rồi, trước khi kết thúc cái buổi học thì mình tiêm phúc mô bao nhiêu? 0.3 ml gluco cho cái con chuột A được không? Được chưa? Tại vì thời gian của cái thuốc này mấy tiếng, bí tạc này mấy tiếng? Bao nhiêu? Thời gian kéo dài từ 10 tới 16 tiếng. Đêm nay có thể nó sẽ chết ở dưới phòng cái gì là phòng ở đó ha. À, thì đấy là lúc trước khi về thì nhớ tiêm cho nó một điều gluco nữa ha. Không mà nó sẽ bị hạ đường huyết nó chết á. Rồi mình có thắc mắc gì lần thí nghiệm không? Chụp lại cái phần bài tập đấy ha. Có thi nhớ là thi hai cái phần trước thôi, còn cái phần sau tôi không hỏi. Đây là đầu tiên mình tiêm cái trước. Bình thường tiêm để cho nó hạ, xong mình tiêm đường vô để cho nó tan. Hiểu cái này chưa? Dạ. Mình sẽ lấy mỗi nhóm hai cái kim ra, một cái kim để tiêm insulin, một cái kim để tiêm gì? Gluco. Tiêm xong con B thì bắt đầu tính toán gluco tính cho con A, rồi bắt đầu hút sẵn vô cái kim đó được chưa? Thì nó nhận chích ngay. À, khi co giật là phải chích ngay, quan sát thì được co giật so sánh với tôi. Co giật giữa hạ gluco với co giật giữa hạ canxi đặt nhau như thế nào? Con B có tiêm không? Hiểu đoạn này không? Có một tiêm. Tiêm đường. Tiêm đường đây. Rồi, bắt đầu làm đi. Bạn nào đến đây?